Rồi chào các bạn nha. Hôm nay mình có mớ phèo cùng nữa các bạn. Cái này giống cuộc nhưng mà mới này là phèo cùng. Ốp. Ốp sa tế nướng gốc hành thôi các bạn. Nhét gốc hành vô như nè. Cái này các bạn, cái này giống giống ruột nhưng mà không phải ruột nha, cái này là thấy ngon không? Cái này mình là xỏ vô như gốc hành vô như nè các bạn. Cái này bự bự xỏ hai cọng với đó đó, xỏ hai cọng hành vô cho nó ngon. Hai cọng luôn hả? Mới đem đậu về nó giận nấu. Đây. Yeah. Nè giờ thấy màu nó hấp dẫn chưa, hấp dẫn cho các bạn ơi. Nướng cho cái mép bì ra đó. Nướng bỏ cái bì ra hôm quá trời ăn nhiều nhiều nó ngon. Dừa đó còn nhiều lắm, không hưng quá hết rồi. Dừa nó gãy luôn mà. Xong hết trơn nè các bạn. Hấp dẫn chưa? Này để cỡ 15 phút nữa cho nó thấm hết trơn này. Ốp sạch té không các bạn ơi. Có lửa để nướng rồi các bạn ơi. Nó con thao à. Nó bay mùi thơm rồi đó. Còn chơi chút đi hơn. Nhãn hơn mà nhãn ăn hở. Nhãn đó. Nhãn này đó. Nhỏ không chịu nữa. Cái khô khô nó mới chín nha cô. Cái này cái gì vậy ba? Phèo cùng. Thứ hôm qua con ăn đó. Hôm qua thì bên này nướng đó. Bên này nướng đó, bên này nướng thì tự nhiên có mùi hương thôi. Nó thơm trên hậu. Nó sạm nữa. Xạo. Ăn nhiều quá, nhiều quá này thôi. Sao vậy mà không không. Cái này giòn lắm nha các bạn. Nó không có dai như ruột đâu. Giòn. Nó làm chuyện ơi, ẩm được đâu, chút ẩm. Ngay trước đây đây hồi ngọt, khói không à. Thấy nó ngon quá chị cha. Hấp dẫn chưa? Không cực kỳ luôn. À, không biết ăn sao thôi chỉ cho ăn sao chút không biết ăn ngon không ngon bằng tay làm hết được không kêu kêu cái ông thông minh đó con tay à làm gì ngồi làm cha vũ ông ăn ông đi cầm mất ngon thơm bay mùi thơm quá. Sâu chưa? Ok, chín coi chín được rồi, dịch chín được rồi. Bấm cái giò coi, bấm giò cái đầu của con này mà được rồi. Ngồi lên có gì gỡ dây ga nhỏ gì để lên bếp ga. Ủa sao ta ăn luôn rồi ta để ga. Chín rồi. Dĩa nè các bạn. Dứt.
hành nè. Gà của ta đụng nó thấy đấm. Mời các bạn nghe ăn thử coi. Ok được rồi đó. Gà đóng bọc đó. Nó giòn. Cho đem gà này ra đằng trước có gì cũng mua. Ngọn gục gục gục. Rồi mà các bạn nhậu rồi anh ơi. Bây giờ dám cá ta bữa luôn không nữa. Ta bữa hẹn nữa đã đâu có đốt. Mày bữa bữa cái hẹn mày 7 bữa 7 bữa cái hẹn mình ăn. Thằng này nó không có đốt. Hẹn mày nó chung qua lâu à. Miết ký. Miết ký mà mày bó à ông mẹ dây tí dây đọt miếng không cho thì bó. Miết ký ta bó bận gì. Ừ. Miết ký đây. Vậy là nhiều không? Ờ ờ. Có nhiêu con? Có nhiêu con? Phèo nướng. Được cái gì vậy? Tao bỏ bằng, tao bỏ mấy ký để 60 ký là bỏ nhất vậy. Bỏ thì không vậy. Mua được thì nó đốn ra. Cục nó lấy. Trời ơi, nó xuống mà. Mà đừng cục bắn giờ trên phim đó. 50 đồng cũng cho. Hú gấp cục review cho các bạn coi cái ai. Vô. Để lấy nét vô cái ai. Rồi. Này mới review nè. Cục này mới ngon nè, cục đó nhỏ quá. Không, không, trăm lai ơi. Đầu rồi, dính rồi. Giống như thánh lại. Trời, tăng rồi, tăng, ra lăng lúc đầu, lúc sau mà hết rồi. Trời, cảnh cho, ra vậy? Nó mua được rồi, đúng rồi. Mời các bạn nha. Mấy ký. Lên nét ra. Cô mà hai đâu á. Đúng rồi nè, ai ai đốt đúng ai dắt nhé. Đúng này còn nếu bán mấy ký luôn. Hơn chục công. Đúng rồi, đắng mà. Trong mớ cành nè. Nó mua đúng, cái đúng, 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 đúng nha. Thì chị mua được thì nữa. Đúng đúng luôn đó. Thằng chuyện nó mua cái ví dụ 500 đi mày đốn tấn ăn 450. Cái em muốn gọi nó gại mà chưa đốn. Rồi chị cho nó hẹn rồi. Chú nhà nó không hoài. Bây giờ nó hẹn 10 ngày nữa. Nó mua cái tiền là mua được cái 500. Giống như cổ hậu chảnh đi thôi. Người ta cho mẹ nó luôn mày đốn lấy tiền luôn. Còn tiếp bao mua bán 500 gì đó. Thằng bốn nó đòi ăn tấn 450. Thằng tiếp đâu thằng cưa hoài có 50 đồng. Không có gì đâu. Đúng rồi, ổn mà. Còn tấn được 50 ngàn. Rồi mời các bạn nha. Rồi chào các bạn ở clip này luôn các bạn. Nếu mà thấy hay hãy cho một like một share. Và đừng quên đăng ký kênh để đón nhận những clip mới mình sẽ đăng lên cho các bạn xem nha. Bye bye. Mới lên đó có dặm mắm thêm muối nữa không? Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh. Cảm ơn các bạn.